Trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát, hàng trăm cử tri hiện đang thực hiện cách ly tập trung, cách ly tại nhà, không thể đến các điểm bầu cử chính thức để thực hiện bỏ phiếu bầu cùng cử tri toàn tỉnh. Thế nhưng, họ lại đang cùng nhau trải qua một kỳ bầu cử đáng nhớ trong đời tại những khu cách ly tập trung, những điểm phong tỏa cách ly tạm thời. Tại khu vực phong tỏa tạm thời thuộc khu phố 5 và khu phố 2 phường 3, thì ngay từ rất sớm, tổ bầu cử đã bàn giao các hòm phiếu phụ cũng như là triển khai các cái hoạt động để tổ chức cái cuộc bầu cử cho 32 cử tri hiện đang thực hiện nhiệm vụ cách ly tại đây. Và cái công tác bầu cử cũng như là công tác phòng chống dịch thì đang được triển khai một cách hết sức kỹ lưỡng và cẩn trọng. Sau khi tiếp nhận hòm phiếu phụ, tổ bỏ phiếu tiến hành khử khuẩn hòm phiếu, toàn bộ phiếu cử tri và danh sách cử tri. Tại khu phong tỏa cách ly tạm thời này, tổ bầu cử bố trí hai hòm phiếu phụ, danh sách các ứng cử viên được dán công khai để cử tri có thể theo dõi sát sao. Gần 2 tuần nay, mặc dù không được ra khỏi khu phong tỏa để đảm bảo việc cách ly phòng chống dịch COVID-19, nhưng các cử tri tại đây thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh khu phố vẫn luôn cập nhật được thông tin về ngày bầu cử. Đặc biệt là tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để có cho mình lựa chọn sáng suốt nhất. Đấy là lần đầu tiên mà tôi đi bỏ phiếu trong một cái ngày nó rất là đặc biệt như thế này, là chúng tôi được bỏ phiếu ở trong khu phong tỏa. Điều này chứng tỏ rằng là cả cái cấp chính quyền và cả ban ngành rất là quan tâm đến bà con ở trong khu phong tỏa, và chúng tôi rất là ghi nhận và cảm ơn tình cảm của mọi người và đã cho chúng tôi thực hiện quyền công dân của mình ạ. Thì hiện tại các điểm khu cách ly tạm thời thì công tác phòng dịch được đặc biệt quan tâm, đã chỉ đạo là ngành y tế là thường xuyên là tiêu độc phun tiêu độc khử trùng, và các cơ quan chức năng là nắm tình hình di biến động và nắm tình tâm tư nguyện vọng của cử tri và nhân dân tại các điểm cách ly để đảm bảo là cuộc sống sinh hoạt của họ mặc dù có khó khăn nhưng vẫn đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của người dân. Cùng với những công dân tại các điểm phong tỏa cách ly tạm thời, trong ngày hôm nay, hơn 300 công dân đang thực hiện cách ly ở 15 điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh cũng đã làm tròn quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của một công dân đối với phiếu bầu của mình.